Ở đây Thắng đã mở khóa được rất là nhiều những cái chiếc miệng xinh xinh đáng yêu. Nhưng mà bây giờ Thắng sẽ biến những cái chiếc miệng xinh xinh đáng yêu này trở thành một cái hố đen khổng lồ. Thậm chí nó có thể nuốt chửng cả cái trái đất này luôn. Nếu như các bạn mà sở hữu cái quả miệng khổng lồ này thì các bạn sẽ đi làm gì? Còn Thắng này, Thắng sẽ đi nuốt chửng cái ngôi nhà của cái tên ở trong lớp mà Thắng ghét nhất. Cho nên là các bạn đừng có mà chọc Thắng. Thắng mà ghét là Thắng sẽ dùng cái miệng này đi nuốt chửng ngôi nhà của tất cả các bạn luôn đây. Nuốt chửng cái quả toilet thì các bạn không có nhà mà để đi vệ sinh. Đấy là Thắng đùa thôi, chứ làm gì có ai ghét Thắng đâu. Bắt đầu game thì Thắng sẽ chọn một chiếc miệng xinh yêu cute. Đó chính là chiếc miệng của con cá mập Baby Shark. Ở bên dưới này còn có cả con cá mập con nha. Nhưng mà Thắng sẽ chọn con cá mập lớn, bởi vì là răng của nó nhọn hơn. Chúng ta bắt đầu đưa cái miệng của con cá mập lớn tới một cái thành phố để nuôi lớn cái miệng của nó thế nào. Bây giờ Thắng chỉ là một cái miệng rất là nhỏ. Nhưng mà Thắng quên không đặt tên cho cái miệng của con cá mập này rồi. Bây giờ tên của nó vẫn là tên mặc định kìa. Thắng sẽ ăn cái chiếc cột đèn điện này. Không có vừa luôn, bởi vì là mồm của Thắng bé quá. Bây giờ Thắng chả ăn được cái gì kìa. Ngay cả cái thùng rách ở bên trên này chưa chắc Thắng đã ăn được. Đó, thấy chưa, không ăn được luôn. Chắc là bây giờ Thắng chỉ ăn được con người mà thôi. Đây, có một chị xinh tươi yêu đời. Nhưng mà các bạn chưa kịp nhìn mà Thắng đã hốc chị đấy vào mồm rồi. Có một cái lắp cống kìa, ăn được cái lắp cống nha. Mà chả có vạch làm mà qua lên level ấy nhở. Bây giờ là Thắng vẫn bé bé như thế này, chả biết lúc nào lên level. Wow, ở trên này có rất là nhiều người đang tập thể dục cái kìa. Anh cái chị đang nhảy múa này, cái anh đang đứng ở đây nha. Cái bà cô ngồi tụ gì ở kia. Có cái ghế, ngay cả đến cái ghế Thắng còn không cả ăn được. Các bạn ơi, Thắng chỉ ăn được con người mà thôi. Chị này cứ bay bay nhảy. À, Thắng lớn thêm một cái kích cỡ nữa rồi nha. Bây giờ là Thắng có thể chưa hết giờ mà sao người ta bắt mình quay may mắn cái gì đấy. Ôi, vòng quay may mắn, nhưng mà một là mua mất tiền, hai là phải xem quảng cáo. Bây giờ Thắng không xem quảng cáo, nhưng mà kiểu gì người ta cũng bắt xem quảng cáo, thấy chưa? Wow, hình như là một tựa game kinh dị các bạn ạ. Một cô gái đang ngủ ở trong nhà, sắp bắt đầu là có zombie tấn công ở ngoài kia. Thôi kệ đi, mình không quan tâm. Game kinh dị đấy không hay như là game Thắng đang chơi rồi. Con cá mập này bây giờ lại có thể nhút được một quả ô tô rồi nhé các bạn ơi. Nhưng mà cái ô tô này nó to quá nên là Thắng không thể là nhút được. Thắng chỉ nhút được mấy cái quả ô tô nhỏ mà thôi. Đây, ở trên này có rất là nhiều đồ nhút cái ghế này. Mấy chị đang ngồi đây nhá. Bây giờ bé như là con kiến rồi. Hút cột điện nha, còn 44 giây. Ăn cái gì để cho nhanh to đây. Có mỗi con người. Wow, Thắng lại to thêm một kích cỡ rồi. Và bây giờ hình như là Thắng có thể nhút được những thứ nó to hơn nha. Mấy cái chiếc xe ngoài này. Thắng sẽ đứng ở đường đợi xe ô tô đi qua. Nhưng mà chỉ còn 26 giây 25 giây. Ê, what? Tới lúc mình to thì mình chả thấy cái xe ô tô nào đi qua đây cả. Đây, ô tô cảnh sát kìa. Đường to như thế này mà không thấy ô tô. Vừa nhút được 2 chiếc xe xong nha. Thắng cứ đứng ở đây. Mà đứng ở đây thì thời gian cứ trôi đi. Ôi, gặp một hố đen khác nó to bằng mình luôn. Nhưng mà mình to thì mình có thể ăn được mấy cái hố đen bé nha. Hết mất thời gian rồi và Thắng đứng top 2 luôn kìa. Top 1 là ăn được tận 313 thứ luôn nha. Mà Thắng chỉ ăn được 86 thứ mà thôi. Ok, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cái thành phố này. Ui, và bây giờ là có nhiều thứ, mấy cả có thêm cả nhiều người nữa. Thắng quên, Thắng vẫn chưa đổi tên kìa. À thôi kệ đi, tên không quan trọng, quan trọng là có ăn được nhiều hay không. À, gặp một anh chàng làm công việc văn phòng rất là yêu đời. Trong thành phố này ai cũng yêu đời sao ấy. Thắng đi tới đâu thì danh con màu vàng kia nó ăn mất người của Thắng kìa. Không biết là cái đường đi tới cái công viên mà đông người lúc nãy đi đường nào nhở. Thắng to thêm một kích cỡ rồi nha. Nhưng mà đi chả gặp ai cả, chả gặp cái thứ gì để ăn cả. Có ăn được không, ăn được ô tô. Tới cái lúc mà không ăn được ô tô nhưng mà lại gặp cực kỳ nhiều ô tô ở ngoài đường luôn nha. Đó, thấy chưa? Uầy, ở đây quá là nhiều ô tô luôn các bạn kìa. Nhưng mà Thắng phải tăng thêm một kích cỡ nữa. Trên lóc nhà có người kìa. Nhưng mà Thắng không thể làm mà bay lên lóc nhà được. Thắng vừa ăn được một cái ô tô công vật. Ok các bạn ơi, bây giờ từ từ khoan đã. Thắng sẽ đi thẳng lên cái đầu này để Thắng ăn mấy cái thùng rác, mấy cái thứ linh tinh. Đó, lo ăn thì Thắng không phải. Chơi được một đoạn là người ta sẽ bắt chúng ta quay số trúng thưởng nha. Dù trúng hay là không trúng thì vẫn phải xem quảng cáo. Thế này là người ta ép mình rồi, còn đâu nữa chứ không phải là mình tự nguyện.
ở đâu đây? Ui, nhưng mà cái hố đen kia nó định ăn hết ô tô của thằng kia. Oh my god. Giờ xót cái ô tô kia. Ui, tăng thêm kích cỡ rồi nha các bạn ơi. Còn 48 giây thằng sẽ ăn tất cả, ăn hết tất cả ô tô. Rồi sau đó là thằng sẽ ăn mấy cái quả nhà con này. Quả nhà con vẫn chưa được luôn. Bên này là toàn nhà to thôi. Bên này cũng toàn nhà to thôi. Thắng chỉ được ăn được ô tô thôi nha. Uầy, ô tô bên này, trên kia có hai chiếc ô tô kìa. Bây giờ phải tăng thêm kích cỡ. Cái hố đen kia nó to khổng lồ quá kìa. Oh my god, yeah. Hình như là thắng thắng ăn được mấy cái miệng của bọn nó rồi nha. Con đường này có cực kỳ là nhiều ô tô luôn. Đi hết vào mồm của anh đi. Đi hết vào miệng của anh đi. Yeah. Tăng thêm một kích cỡ rồi. Nhưng mà vẫn chưa ăn được cái ngôi nhà. Wow. Đây. Xuống. Ok luôn. Nhưng mà hết mất thời gian rồi. Đến nay thì thằng xếp top 2 với ăn được 199 thứ. Top 1 chỉ ăn được 202 thứ. Uầy, còn có cả cái miệng của con Godzilla này. Nhưng mà con Godzilla này sao lại màu xanh? Cái con Godzilla bây giờ phải người của nó là mấy cái tia năng lượng màu hồng chứ, chứ không phải là màu xanh lá cây đâu nha. Nhìn mặt như kiểu là cái con ếch ý. Thay đổi cái miệng cái để ăn cho được nhiều nhở. Ok, cái gì vậy trời, bây giờ bé hơn xe ô tô. Còn chả ăn được cái bánh xe của ô tô thì làm sao mà được ăn được cả ô tô. Đứng ở nhảy múa nè. Ăn cục điện nó to quá. Nó không to nhưng mà nó dài quá, nên là ta chỉ làm đồ được nó thôi, nó không ăn được nó đâu nha. Một chị ơi, rớt vào mồm của em đi. Ta là con Godzilla đây, nhưng mà con Godzilla mini, con Godzilla tí hon. Ui, ăn con điện. Wow, tăng kích cỡ rồi nha mấy bạn ơi. Ở đâu này là chả có cái gì đâu. Thắng sẽ đi sang chỗ khác nha. Mà khoan, ăn được mấy cái chiếc ô tô nhỏ xíu này nè. Ô tô nhỏ là ăn luôn. Ăn cái cột điện này nha. Cột điện lướt vào đây. Sao mà vẫn chưa tăng tích cỡ vậy ta? Ở trên này là có nhiều người lắm nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ui dồi ôi, trong này còn nhiều hơn nha. 6, 7, 8, 9, 10, 20 người luôn. Và hết rồi, không nhìn thấy ai. Xong, lại bắt đầu là bắt mình quay số trúng thưởng để xem quảng cáo đây nè. Biết ngay mà. Được một cái chìa khóa nhưng mà chả biết chìa khóa làm cái gì. Không xem thì lại bắt mình xem máy bay thả bom. Kiểu như là rơi từ độ cao 1000m xuống. Nhưng mà kệ đi, tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là bây giờ tôi tìm thấy cái gì ăn được không. Bên này toàn là cột điện. Đầy rồi, có người rồi nha. Một này, cái ghế này, thêm cả người nữa này. Cộng một rớt vào đây. Bây giờ là phải tìm cái chỗ làm nó nhiều người ăn một phát được rất là nhiều ý. Đời mấy chiếc ô tô này. Wow, mình khổng lồ từ bao giờ mà mình có thể ăn được mấy cái chiếc xe ở ngoài này kìa. Úi trời ơi, ở đây có nhiều. Wow, cực kỳ là nhiều người luôn nhé các bạn ơi. Nhưng mà còn mỗi 33 giây kìa. Rồi xong, 30 giây cuối cùng. Tí nữa là thằng có thể xem được quảng cáo để thằng lấy thêm 30 giây nữa nha. Thằng sẽ biến thành to nhất thành phố thức ăn tất cả mọi thứ luôn. Ui, ô văn tô này chạy đi đâu? Tốc độ ô tô còn nhanh hơn cả tốc độ miệng của con Godzilla này kìa. Chiếc ô tô màu xanh, chiếc ô tô màu đen, chiếc ô tô đi ra ngoài kìa. Uầy, bên này là đông thứ hơn 5 người đó nha. Thằng sẽ ăn mấy cái con bé thắng. Uầy, con cá mập này to hơn cả thắng luôn. Rồi, bây giờ là xem quảng cáo được cộng thêm 30 giây nữa nha. Thắng được thêm 30 giây nữa rồi. Cái con cá mập này nó có to hơn mình không nhở? Nó ăn được cả cái ngôi nhà là nó to hơn mình rồi. Mình sẽ ăn hết tất cả các đối thủ. Cái con màu tím kìa. Ui, và bây giờ thằng cũng ăn được ngôi nhà nha. Ăn cái con màu vàng. Con cá mập. Con cá mập kia nó nhỏ thằng kìa. Ui, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Cái con mèo bên trên này kìa. Ăn nó nghe. Con gì màu vàng đây, chạy đi đâu. Yo. Ôi giời ơi, cộng thêm 20 giây nữa nha. Ok, và thằng này có thêm 20 giây nữa rồi. Bây giờ là thằng có thể ăn tất cả mọi thứ nha. Ăn với cái ngôi nhà khổng lồ này. Nhưng mà thằng đang đi tìm cái... con cá mập dưới này. Con cá mập, ăn được con cá mập kia rồi các bạn ơi. Yo. Và thằng chắc chắn thằng đã giành top 1 rồi nha. Bây giờ không cần xem thêm quảng cáo, lấy thêm giây làm cái gì. Thành top 1 là ngon rồi. Top 1 ăn được 423 thứ. Còn top 2 chỉ ăn được 223 thứ mà thôi. Thằng gấp đôi top 2 luôn. Wow, ở bên này còn có những chiếc miệng VIP đó nha. Có cái miệng Hello Kitty kìa. Nhưng mà mua hết 23.000 cơ. Thôi, thằng sẽ chọn cái
quả mồm mà như kiểu là con quái vật ăn cả trái đất cái gờ, có rất là nhiều răng, răng của nó có rất là nhiều tầng luôn. Ui, mà nó lại còn kiểu xoay 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 được cái gờ. Ui ui ui, thế này á, cái gì mà nó chả ăn được. Wow, 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 wow. Con mèo kia nó định ăn thịt thán gờ, cút đi con mèo. What? Ê, bây giờ thằng bé quá, cái cây kia thằng còn không cả ăn được kìa. Thôi thằng phải đi tìm con người thôi, chứ level 1 này chả ăn được cái gì. Cái cột điện là còn chả cho thằng ăn. Đây có một chú cảnh sát hình như đang chạy đi giúp ai đó, nhưng mà bị thằng ăn thịt thì còn đâu nữa. Bên này có một chị cảnh sát kìa, chạy cực kỳ là nhanh luôn. Và hai tên ăn xin ăn mày ngồi ở vành đường nha. Có cả tiền. Ồ, ghê các bạn ơi, tăng level rồi, thằng có thể nhút được cái ô tô. Chưa nhút được cái ô tô này đâu. Uầy, ô tô to quá nên là không nhút được. À, ô tô màu đỏ nhỏ xinh xinh nè, ăn nó luôn kìa. Sao mà đi tới đây là chả thấy con người ở đây gì cả nhờ, chẳng có ai gì nhờ. Cột điện nè. Úi trời, úi trời, úi trời. À, cái thùng rác ở bên nha, ăn luôn cái thùng rác kìa. Yo yo yo, còn 58 giây mà thằng có thể ăn được cả cái công viên này rồi. Ăn xong cái công viên lê lè, thằng sẽ chuyển sang ăn cả cái tòa nhà. Nhưng mà chưa được, các bạn này mới làm lung lay cái tòa nhà thôi. Wow, đời 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 đời, chỗ này là mấy cái tòa nhà con nó ghép lại thành cái tòa nhà lớn nha. Hắn sẽ ăn hết cái bãi đỗ xe, xe màu xanh, xe xịt hàng này. Mấy cái anh chị mà nhảy trên lốc nhà thì ăn thịt hết luôn. Wow, kinh chưa, kinh chưa. Còn 35 giây thôi mà thắng đã ăn được, kinh khủng khiếp chưa. Ok, 30 giây cuối cùng, thắng sẽ ăn mấy cái tòa nhà con mày nữa. Bình thường nha, là thắng phải mua thêm nhiều nhiều giây thì thắng mới to như thế này đó. Ui, bây giờ không cần mua thêm mà đã to kinh khủng khiếp như thế này rồi. Wow, cái cục gì mà hình vuông như kiểu kiểu như cục điện kìa. Đi tới đâu là phá hủy tất cả tới đó luôn. Còn 6 giây cuối cùng, 5 giây, 4 giây, nhút trứng tòa nhà cao ốc này các bạn ơi. Kinh khủng, kinh khủng khiếp chưa. Rồi, mua thêm, mua thêm. Không biết là người ta có cho mua thêm hay không ý. Được nha, được nha, được nha. To nhất luôn. Rồi, những cái miệng kia nó chỉ là con kiến thôi các bạn ơi. Tòa nhà cao ốc kìa, đớp vào một tháng luôn. Chùi chùi chùi. Ui, ở trên kia có nhiều nhà hơn nha. Đi lên trên kia thôi. Cái thành phố này á, bây giờ chả còn cái gì đâu các bạn ạ. Wow, 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 wow. Bãi đỗ xe bên này nha. Tòa nhà cao nè. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Hết giờ, không sao. Hết giờ, thằng lại mua thêm 20 giây nữa. 20 giây cuối cùng của cuộc đời nhá. Ê, cái tòa nhà nó đổ ngang rồi nên không thể ăn thịt được nó, không thể nhút trứng cái tòa nhà đó. Rồi thôi xong, bây giờ là chẳng còn cái gì mà ăn đâu. Còn đứng cái tòa nhà ngang ngang này nhưng mà khó chịu quá, nó bị đổ ngang rồi, không làm sao mà ăn được. Thôi 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây cuối cùng ăn được cái tên màu hồng. Ấy trời ơi.